ngồi ở bên trong khoang thất đặc biệt hàng ghế thứ hai luôn luôn rộng hơn những cái mẫu xe cùng phân khúc đến từ thị trường châu Âu. Xin chào các bạn, hiện tại thì tôi đang đứng tại gian hàng của Honda tại triển lãm Bangkok Motor Show. Có một cái điều thú vị là khi tôi đến gian hàng Honda thì toàn bộ những cái mẫu xe ở đây bao gồm đầu tiên là chiếc Honda Accord, tiếp theo là chiếc Civic, tiếp theo là chiếc Honda HR-V, CR-V và Honda City thì đều được trưng bày với các phiên bản là phiên bản sử dụng cái động cơ hybrid. Và bây giờ thì ngay trước mắt của các bạn là chiếc Honda Accord sử dụng cái công nghệ hybrid. Và đây cũng là cái thiết kế mới nhất của Honda Accord tính đến thời điểm hiện tại bây giờ sau khi được giới thiệu tại thị trường Nhật Bản. Thì ngày hôm nay ở đây chúng ta đã có mẫu Honda Accord được giới thiệu và trưng bày tại triển lãm Bangkok Motor Show. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu xem chiếc xe này có những cái gì thay đổi về mặt ngoại thất nhé. Đầu tiên thì các bạn thấy là cái form xe thì vẫn được giữ nguyên như vậy, nhưng mà cái phần đầu xe thì đã có cái sự thay đổi. Đầu tiên là khu vực lưới tản nhiệt với logo RS ở đây. Logo Honda thì được tạo một cái viền màu xanh thể hiện cho là phiên bản Hybrid HEV. Cái kiểu thiết kế mặt lưới tản nhiệt như thế này thì mình thấy đây là cái kiểu thiết kế khá là hài hòa giữa cái việc sang trọng và cái tính thể thao. Đèn pha sử dụng cái kiểu thiết kế mạnh hơn, ở giữa là bi cầu, còn hai bên là sử dụng cái chóa phản xạ dài đèn led định vị ban ngày ở đây kết hợp với đèn xi nhan luôn. Ở trên cái phiên bản RS mà mình đang chia sẻ với quý các bạn ấy thì được trang bị thêm cái công nghệ cái gói Honda Sensing, và trong cái gói đấy thì có một cái tính năng gọi là tính năng đèn pha thông minh được trang bị trên xe này. Ngoài việc tự động bật tắt, sẽ tự động cắt các cái vùng chiếu sáng và điều chỉnh cái hướng sáng để làm tránh chói mắt những cái phương tiện ở đối diện. Đấy cũng là một cái điểm hay. Xét về cái kích thước tổng thể của Honda Accord được ra mắt lần này thì vì là không có sự thay đổi nào về cái nền tảng phần cứng cả, thế cho nên chiếc xe này sẽ giữ nguyên những cái thông số tương tự như Honda Accord đang được bán tại thị trường Việt Nam. Và cái chiều dài trục cơ sở của nó rơi vào khoảng 2m9. Đấy. Đây vẫn là một chiếc xe mà có cái thiết kế cái trụ xe đổ dốc ra phía sau và vuốt đến cái phần cốp, theo mình đánh giá thì khá là đẹp. Và cái điều đặc biệt ở trên cái phiên bản sử dụng cái động cơ hybrid này mà mình đang thấy ở đây. Kia các bạn thấy này, đường hỗn hợp là 4 lít trên 100 cây. Đường đô thị trong nội đô ấy là 2,1 lít trên 100 cây. Và ở đây là đường cao tốc 5,2 lít trên 100 cây. Những cái thông số này là những cái thông số rất thuyết phục và chúng ta sẽ có được khi mà sử dụng mẫu Honda Accord sở hữu cái động cơ, cái công nghệ hybrid EHEV. Honda, những cái mẫu xe Honda đã nổi tiếng là những cái mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu rồi, bền bỉ rồi. Ngày nay thì được trang bị thêm cái công nghệ hybrid nữa, thế cho nên là nó lại càng tiết kiệm hơn. Còn về độ bền của cái công nghệ hybrid ở trên những cái mẫu xe đến từ Nhật Bản, ví dụ như của Toyota hay của Honda, thì đã được chứng minh trong một cái quá trình rất là dài rồi, hơn chục năm nay rồi. Không phải chỉ ở trường, không phải chỉ đơn giản ở thị trường Nhật Bản, mà những cái mẫu xe hybrid của Honda và Toyota đã rất thành công và rất bền bỉ, chứng minh tại thị trường Mỹ. Đấy. Quý các bạn nhìn giúp mình xem là cái thiết kế bên ngoài của Honda Accord thế hệ này với cái phiên bản EHEV thì các bạn thấy cái thiết kế này có đẹp không ạ? Và các bạn thích cái chi tiết nào ở bên ngoại thất thì các bạn hãy để lại xuống ngay phía dưới phần comment nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái khu vực la răng kiểu thiết kế dạng 5 chấu đơn, lốp Michelin khá đẹp. Thông số lốp là 235-45 R18. Cái thông số lốp và la răng này thì nó tương tự như chiếc Honda Accord đang được bán tại thị trường Việt Nam thôi, chỉ có cái là thay đổi về cái mặt thiết kế. Gương chiếu hậu thì có hai camera ở bên phụ, bao gồm là camera 360 này và hệ thống camera lens watch ở đây. Đèn led xi nhan báo rẽ trên gương. Tay nắm cửa thì cũng vẫn vậy thôi, có cái phần cảm biến để chúng ta khóa và mở khóa cửa ở đây. Với Honda Accord thì là một cái mẫu xe mà rất nhiều người trước đây đã dành một cái tình yêu, một cái sự trải nghiệm, bởi vì cái thiết kế bên ngoài nó hài hòa giữa cái yếu tố sang trọng và yếu tố thể thao, cùng với đó là những cái chi tiết ở phần nội thất. Chúng ta có thể thấy là Honda Accord có một cái chất liệu da cũng như là cái khoang nội thất rộng rãi. Chất liệu da thì bền, ngồi ghế của Honda thì êm. Đó. Hệ thống đèn hậu phía sau cũng được thay đổi một chút. Đó. Logo Honda được làm nhỏ hơn và có viền xanh thể hiện là phiên bản hybrid. Cái thiết kế đèn hậu như này mình đánh giá khá cao nhé, bởi vì nó có cái tính liền mạch
và nó có sự kết nối khi chúng ta nhìn vào buổi tối. Cái phần cánh gió ở phía trên tăng cái sự thể thao, logo RS và phiên bản HEV. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có 6 cảm biến ở phía sau. Cốp này xem nào. Cốp này thì cốp này là không phải cốp điện các bạn ạ. Mặc dù chúng ta bấm thì cốp được bật lên, nhưng mà nó là do cái cơ cấu của cốp ở đây thôi. Nó đẩy lên thôi, chứ lại không có nút bấm để chúng ta đóng cốp xuống, nên là không phải cốp điện. Và cái không gian cốp của những cái mẫu xe sedan đến từ Nhật Bản thì luôn luôn rộng rãi hơn, để được nhiều đồ hơn so với cả những cái mẫu sedan cùng phân khúc đến từ châu Âu. Ví dụ như là Camry này hay là Accord thì bao giờ cũng sẽ rộng hơn C, rộng hơn E nhiều. Các bạn thấy đèn hậu có đẹp không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến vào cái khoang lái phía trước của chiếc xe này. Phần táp bi cửa các bạn có thể nhìn là cái dải đèn LED ambient light ở trong xe đang được thiết kế là màu cam. Và khi chúng ta đóng cửa lại thì nó sẽ được chuyển sang màu xanh. Và trên Honda Accord thế hệ này thì có thể thay đổi được nhiều cái màu sắc ở trong cái đèn ambient light. Tại sao cái phần cánh cửa đấy lại khi chúng ta mở ra lại chuyển sang màu cam? Đây là một trong những cái tính năng an toàn ở trên những cái mẫu xe hiện nay. Ví dụ như khi chúng ta mở cửa ra vào buổi tối mà có cái phần đèn màu cam như thế thì nó sẽ giúp cho những cái phương tiện di chuyển xung quanh có thể quan sát được và né tránh, tránh cái tình trạng là bị va chạm với những cái phần cửa khi mở ra. Thì đó cũng là một trong những cái mà mình đánh giá cao ở trên Honda Accord mới. Nhìn vào cái không gian nội thất này thì rõ ràng là chúng ta thấy là cái sự cải thiện về thiết kế, về trang bị ở trên Honda Accord đã giúp cho cái khoang xe nó đã bớt cái sự buồn tẻ đi. Đèn viền nội thất này, và trong đây chúng ta có tới 3 màn hình. Màn hình ở chính giữa là 12 inch, màn hình ở sau vô lăng là 10 inch, và màn hình HUD ở sau kính lái, ở trên kính lái là 11 inch. Ngoài ra thì ở đây chúng ta sẽ còn một màn hình kèm với cả một cái nút xoay ở đây nữa. Các cái nút xoay chúng ta có thể chỉnh chế độ nhé, xoay, ấn để chuyển các cái chế độ. Mình sẽ để hình ảnh để cho các bạn theo dõi đây. Rất tiếc là chiếc xe này mình không có chìa khóa nên là mình không thể làm demo cho các bạn xem được. Ở đây chúng ta có sạc điện thoại không dây này, có đèn viền ở khu vực này này, cần số này, khu vực để khay cốc nước này, chai nước này, drive mode này. Chế độ ấn vào đây để chúng ta có thể chế độ chạy điện. Đây, nút chạy điện ở đây. Phanh tay điện tử, brake hold. Các cái chi tiết nhựa ở trên đây thì được thiết kế theo kiểu vân giả carbon khá là đẹp. Cái vân này thì nó sẽ giúp cho cái thiết kế này nó không bị nhàm chán này, và khi mà chúng ta sờ chạm tay vào những cái bề mặt này thì nó không để lại dấu vân tay nhiều như là trên những cái bề mặt piano đen bóng. Cái cửa gió điều hòa được thiết kế thể thao đẹp. Các cái lẫy chỉnh cửa gió này cũng đẹp. Và cái kiểu làm ẩn như thế này thì nó giúp cho khi chúng ta nhìn vào cái bảng táp lô ấy, nó có sự liền mạch hơn. Ghế lái thì có chỉnh điện và nhớ hai vị trí. Ghế phụ thì cũng có chỉnh điện luôn. Đây các bạn nhìn đây. Và cái kiểu thiết kế ghế ở trên những cái mẫu xe Honda bây giờ ấy, nó theo cái thiên hướng thể thao. Thế cho nên là ngoài cái việc chúng ta ngồi êm da thích rồi thì cái thành ghế nó khá là ôm vào người. Và ở bên trong này thì chúng ta có cái nút để điều chỉnh từ hàng ghế sau điều chỉnh lên cái này. Đấy. Các bạn có thấy ghế đang được điều chỉnh này. Rồi, hàng ghế thứ hai vẫn rất rộng rãi, vẫn rất chuẩn những cái mẫu xe đến từ Nhật Bản. Mặc dù là sedan hạng D thôi, nhưng mà các bạn có thể thấy này, có Camry này, có Accord này. Ngồi ở bên trong khoang thất đặc biệt hàng ghế thứ hai luôn luôn rộng hơn những cái mẫu xe cùng phân khúc đến từ thị trường châu Âu. Đó, bệ tì tay, khu vực để cốc và chai nước. Có cái khu vực để chúng ta mở ra và đưa tay ra phía sau để có thể lấy đồ ở phía cốp, phòng những cái hôm mà thời tiết xấu, trời mưa chẳng hạn. Đây. Phía sau này thì chúng ta có cửa gió điều hòa này, có hai cổng sạc tai si này. Và như các bạn mình chia sẻ rồi, cái vị trí ghế VIP thì có điều chỉnh cái phần lưng ghế ở đây được. Đây. Rồi. Ngoài ra thì có cửa sổ trời toàn cảnh khá là đẹp, đèn đọc sách. Và mình thấy là ở trên phần trần xe, từ vị trí phía ghế trên xuống phía dưới thì đều có cái phần micro ở đây. Phần mic này thì nó sẽ có một số những cái tính năng an toàn. Ví dụ như là chúng ta có thể hỗ trợ trong cái gói gọi là chống ồn chủ động này, hay là có thể giao tiếp, ra lệnh giọng nói với xe. Đấy. Và đầu tiên đi cùng là khối động cơ. Chiếc xe này thì như các bạn biết ấy, sử dụng cái khối động cơ 2.0 lít chu trình Akison. Cái chu trình Akison này thì nó sẽ giúp cái xe này có thể tiết kiệm nhiên liệu, sạc lại cho cái viên pin hybrid một cách thuận tiện hơn, bền bỉ hơn
và nó sẽ bị giới hạn vòng tua. Cái tổng công suất từ khối động cơ đốt trong lẫn cái motor điện nó sẽ sinh ra được là khoảng 207 PS, kèm với đó là mô men xoắn cực đại của nó khoảng hơn 300 Nm, kết hợp với cái hộp số ECVT. Đấy. Bây giờ các bạn có những cái đánh giá như thế nào về chiếc Honda Accord phiên bản HEV này ạ? Các bạn hãy để lại xuống ngay phía dưới phần comment để chúng ta cùng nhau chia sẻ và trao đổi nhé. Xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những cái video tiếp theo, những mẫu xe tiếp theo tại triển lãm Bangkok Motor Show năm 2024.